Sau hai trận thắng trước U22 Brunei và U22 Lào, U22 Việt Nam đã có màn khởi động không thể tốt hơn cho chiến dịch săn vàng tại SEA Games 30. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tạm thời đứng đầu bảng B với 6 điểm, cùng điểm với U22 Indonesia nhưng hơn về hiệu số. Đối thủ của U22 Việt Nam vào đêm nay 1 tháng 12 là Indonesia, và trận đấu này được xem là then chốt trong cơ hội giành tấm vé sớm vào bán kết để có quyền tự quyết. Bởi sau trận đấu gặp Indonesia, đối thủ của U22 Việt Nam lần lượt là Singapore và Thái Lan. Tại các kỳ SEA Games trước đây, Việt Nam luôn thua kém so với đối thủ. Cụ thể, trong 11 lần đối đầu với Indonesia từ năm 1991, Việt Nam thắng 4, hòa 2 và để thua 5 trận. Ở lần chạm trán tại vòng bảng SEA Games 29 năm 2017, Công Phượng và các đồng đội chỉ có được một kết quả hòa trước U22 Indonesia. Tuy nhiên lần này, U22 Việt Nam chạm trán Indonesia với một tâm thế hoàn toàn khác. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vừa đoạt vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, trong đó có trận thắng 1-0 trước U22 Indonesia bằng bàn thắng duy nhất của Trương Việt Hưng. Bên cạnh đó là những kỷ lục bất khả chiến bại trong suốt một năm nay. Kể từ thời điểm tháng 3 năm 2019, U22 Việt Nam đã có 12 trận đấu với 10 chiến thắng và 2 trận hòa. Các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo ghi được 38 bàn thắng và để lọt lưới chỉ 3 bàn. Nếu giành chiến thắng trước Indonesia, kỷ lục này sẽ tiếp tục được kéo dài. Với những cầu thủ tốt nhất trong tay, huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể tung ra một đội hình đủ mạnh trên phương diện tấn công lẫn phòng ngự. Đứng trong khung thành là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trong bối cảnh Tấn Sinh chưa bình phục chấn thương, bộ ba trung vệ của U22 Việt Nam là Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Đức Chiến. Hai hậu vệ biên của U22 Việt Nam có thể là Hồ Tấn Tài và Đỗ Thanh Thịnh. Trên hàng tấn công, Nguyễn Quang Hải sẽ là người hoạt động bên cánh trái, bên cánh phải. Trọng Hoàng gần như chắc suất nhờ kinh nghiệm và sự đa năng của mình. Chơi cao nhất sẽ là trung phong Nguyễn Tiến Linh, cầu thủ đã có được một hat-trick ở trận đấu gặp U22 Lào. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 12.